Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn học môn tập đọc. Để học môn này, cô yêu cầu các bạn hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa để cùng nhau theo dõi vào bài đọc nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài học của ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra lại bài cũ. Ở tiết trước, cô đã dạy các bạn bài tập đọc Bé nhìn biển. Bây giờ, cô có câu hỏi cho các bạn. Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng. Các bạn hãy nhớ lại bài tập đọc Bé nhìn biển và trả lời thật nhanh cho cô câu hỏi câu này nhé. À, đó là những câu thơ tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời, như con sông lớn chỉ có một bờ, biển to lớn thế. À, thông qua câu hỏi vừa rồi, cô đã một lần nữa nhắc lại cho các bạn kiến thức của bài tập đọc Bé nhìn biển. Thì các bạn hãy học thuộc lòng bài này thêm nhiều lần nữa để chúng ta có thể nắm được nội dung của bài tập đọc này nhé. Sắp tranh, hãy nói cho cô biết trong tranh vẽ những gì nào. À, trong tranh vẽ một chú tôm càng, một chú cá con và một chú cá rất là hung dữ, có hàm răng sắc nhọn. Vậy để biết cuộc nói chuyện giữa chú tôm càng và chú cá con như thế nào thì chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu vào nội dung bài học của ngày hôm nay. Ở tiết tập đọc tuần 26 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Tôm càng và cá con. Đây là bài tập đọc được viết bởi Trương Mỹ Đức, Tú Nguyệt và được Hoàng Lan dịch lại. Qua bài đọc Tôm càng và cá con, muốn gắm gửi chúng ta điều gì thì bây giờ chúng ta cùng tiến hành vào bài đọc của ngày hôm nay. Bây giờ các bạn sẽ lắng nghe cô đọc, nên các bạn hãy thật chú ý và lắng nghe thật kỹ lời cô đọc nhé. Bạn nào có sách giáo khoa, các bạn hãy mở sách trang 68. Bạn nào không có sách, chúng ta hãy theo dõi lên màn hình nhé. Tôm càng và cá con. Một hôm, tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vầy bạc óng ánh. Thấy tôm càng ngó mình chân chân, con vật nói: "Chào bạn, tôi là cá con." "Chào cá con, bạn cũng ở sông này sao?" "Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi, có loài ở hồ ao, có loài ở biển cả." Thấy đuôi cá con lượn nhẹ nhàng, tôm càng nắc nọng khen. Cá con khoe: "Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này." Nói rồi, cá con lao về phía trước, đuôi tôi ngoắt sang trái, bút cái nó đã quẹo phải. Bơi một lát, cá con lại uốn đuôi sang phải, thoát cái nó lại quẹo trái. Tôm càng thấy vậy phục lắm. Cá con sắp vọt lên thì tôm càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu nhằm vào cá con lao tới. Tôm càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đó nhỏ. Cú xô làm cá con bị va vào vách đá, mất mồi, con cá giữ tức tối bỏ đi. Tôm càng suýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá con cười: "Cảm ơn bạn, toàn thân tôi phủ một lớp vậy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi có va vào đá cũng không đau." Cá con biết tài búng càng của tôm càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đấy kết bạn cùng nhau, theo Trường Mỹ Đức, Tú Nguyệt, Hoàng Lan dịch. Tiếp theo, cô và các bạn sẽ qua phần luyện đọc câu và giải nghĩa từ. Hôm nay cô sẽ nhắc lại cho bạn một xíu về luyện đọc câu nối tiếp là gì nhé. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại bài đọc một lần nữa. Sau đó chúng ta tiến hành tự đọc các câu lần lượt nối tiếp nhau. Đối với những câu có kết thúc là dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thì các bạn sẽ nghỉ hơi dài. Và trong những câu có dấu phẩy, dấu hai chấm thì các bạn sẽ nghỉ hơi ngắn hơn. Các bạn đã nắm rõ chưa nào? Bây giờ các bạn sẽ tạm dừng bài đọc này một ít phút để đọc lại toàn bài tập đọc này một lần nhé. Thank you.
khi chúng ta đã tự luyện đọc câu nối tiếp và cùng nhau tìm ra những từ khó phát âm, thì bây giờ cô có một vài gợi ý cho các bạn về các từ dễ phát âm sai. Ở những từ này các bạn cần chú ý một xíu nhé. Trong đoạn số 1, câu con vật thân dẹt trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vảy bạc óng ánh. Cô có từ dẹt, từ thứ hai là từ tròn xoe, từ thứ ba là từ vảy. Và trong đoạn số 2, trong câu thấy đuôi cá con lượn nhẹ nhàng, tôm càng nắc nọm khen. Cô có từ lượn và từ thứ hai là từ nắc nọm. Trong câu vút cái nó đã quẹo phải, cô có từ quẹo. Các bạn cần chú ý nhé. Trong câu tôm càng thấy vậy phục lăn, các bạn cần chú ý từ phục lăn. Các bạn đã nắm chưa nào? Tiếp theo, trong đoạn số 4, trong câu tôm càng suýt xoa hỏi bạn có đau không, cô có từ cần chú ý cho các bạn, đó là từ suýt xoa. Khi đọc từ suýt xoa các bạn cần phải chú ý hơn. Bây giờ chúng ta qua phần luyện đọc lại các từ khó mà cô vừa đưa ra gợi ý cho các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng cô luyện đọc các từ khó một lần nhé. Dẹt, vẩy, tròn xoe, lượn, nắc nõm, quẹo, phục lăn, suýt xoa. Ở tiếng dẹp, các bạn cần lưu ý khi chúng ta gặp những vần có kết thúc bằng âm tờ, chúng ta cần phải cắn lưỡi nhẹ để khi tiếng phát ra chúng ta có âm đúng hơn. Các bạn đọc lại với cô nào. Dẹp. Tiếp đến cô có tiếng vẩy. Ở tiếng vẩy này các bạn cần lưu ý chúng ta cần phát âm nặng giọng vì chúng ta có vần A và thanh hỏi bên trên. Tiếp theo là từ tròn xoe. Các bạn cần đọc tròn miệng vì có âm O làm cho âm E của chúng ta tròn miệng hơn. Tiếp đến cô có tiếng lượn. Khi các bạn đọc tiếng lượn, các bạn cần phải cắn lưỡi nhẹ để phát âm ra cho đúng hơn nhé. Các bạn đọc lại với cô nào. Lượn. Tiếp đến cô có từ nắc nõm, từ quẹo, tiếng quẹo. Các bạn cần phải đọc tròn môi nhé. Từ phục lăn, tiếng lăn, các bạn cần lưu ý nhé. Cuối cùng cô có từ suýt xoa. Ở tiếng suýt và tiếng xoa chúng ta cần phải tròn môi vì trong tiếng suýt chúng ta có âm U và tiếng xoa chúng ta có âm O. Bây giờ các bạn hãy cùng cô đọc lại những từ này thêm một lần nữa nhé. Dẹp, vảy, tròn xoe, lượn, nắc nõm, quẹo, phục lăn, suýt xoa. Tiếp theo các bạn hãy nhìn sang cột bên phải, cô có các từ khó hiểu. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với những từ khó hiểu này nhé. Cô có từ đầu tiên búng càng. Vậy các bạn hiểu búng càng là gì nào? Búng càng là từ chỉ hoạt động co mình lại rồi dùng càng đẩy mình vọt lên để di chuyển. Tiếp theo cô có từ nhìn chân chân. Nhìn chân chân là từ chỉ hoạt động nhìn thẳng và lâu không chớp mắt. Từ thứ ba, nắc nõm khen là khen luôn miệng, tỏ ý thán phục. Từ thứ tư, mái chèo. Mái chèo là vật dụng để đầy nước cho thuyền đi. Từ thứ năm, bánh lái. Bánh lái là bộ phận dùng để điều khiển hướng chuyển động của tàu thuyền. Từ cuối cùng, từ quẹo. Từ quẹo là từ chỉ hoạt động rẽ. Các bạn đã nắm rõ các từ khó hiểu chưa nào? Tiếp theo chúng ta cùng qua phần luyện đọc đoạn. Bài này chia làm 4 đoạn. Đoạn 1 từ một hôm cho đến có loài ở biển cả. Đoạn 2 thấy đuôi cá con cho đến tôm càng thấy vậy phục lăn. Đoạn 3 từ cá con sắp vọt lên cho đến con cá giữ tức tối bỏ đi. Đoạn 4 tôm càng cho đến kết bạn cùng nhau. Các bạn đã nắm rõ chưa nào? Tiếp theo cô và các bạn sẽ qua phần luyện đọc đoạn. Cô có đoạn văn trích từ đoạn 1. Khi đọc đoạn văn này, các bạn nên đọc với giọng nhẹ nhàng và thân mật để thể hiện lời nói của bạn cá con với bạn tôm càng. Bây giờ các bạn sẽ cầm bút chì của mình lên, ngắt nghỉ hơi ở những câu này cho cô nhé. Ngoài ra, cô có gợi ý cho các bạn
Đó là trong câu chúng tôi cũng sống ở dưới nước như nhà tôm các bạn. Cô sẽ ngắt ở sau tiếng nước để giúp câu văn này thêm hay hơn và hấp dẫn hơn. Các bạn đã nắm được chưa nào? Chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc nối tiếp và luyện đọc theo từng đoạn. Bây giờ, tiếp theo chúng ta cùng qua phần mới, đó là phần tìm hiểu bài. Trước khi qua phần tìm hiểu bài và trả lời các câu hỏi, cô mời các bạn đọc lại toàn bài một lần nữa nhé. Các bạn đã lọc xương chưa nào? Chúng ta cùng qua phần trả lời các câu hỏi nhé. Các bạn đã đọc lại nội dung toàn bài. Bây giờ chúng ta cùng bước sang câu hỏi đầu tiên. Câu 1. Khi đang tập dưới đáy sông, tôm càng gặp một con vật có hình dạng như thế nào? Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này của cô nhé. Các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Bây giờ, các bạn hãy hướng mắt lên màn hình, chúng ta cùng sửa bài nhé. À, khi đang tập dưới đáy sông, tôm càng gặp một con vật lạ, thân dẹp, hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vảy bạc óng ánh. Các bạn có làm ra câu trả lời giống cô không nào? À, cô tuyên dương những bạn nào mà đã có câu trả lời giống cô, tuy nhiên bạn nào chưa trả lời giống cô hay trả lời chưa đúng thì chúng ta cần cố gắng hơn nhé. Tiếp theo chúng ta cùng qua câu hỏi số 2. Cá con làm quen với tôm càng như thế nào? Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem câu trả lời của cô nhé. À, cá con làm quen với tôm càng bằng lời chào và lời tự giới thiệu của mình, đó là: chào bạn, tôi là cá con. Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Các bạn có câu trả lời giống cô không nào? Cô tuyên dương những bạn nào có câu trả lời giống cô. Tiếp theo, chúng ta cùng qua câu hỏi số 3. Đuôi của cá con có lợi ích như thế nào? Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi của cô nhé. Bây giờ các bạn đã có câu trả lời chưa? Chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình xem câu trả lời của cô nhé. À, đuôi của cá con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái. Các bạn có làm ra câu trả lời giống cô không? À, câu này khá dễ nên cô nghĩ là các bạn cũng ra câu trả lời giống cô đúng không nào? Chúng ta cùng qua câu hỏi số 4.
đó là vảy của cá con có lợi ích gì? Cô mời các bạn suy nghĩ nào. Cô có câu trả lời cho các bạn, đó là vảy của cá con là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể nên cá con có va vào vách đá cũng không bị đau. Tiếp theo, chúng ta cùng qua câu hỏi số 5. Khi cá con đang bơi thì chuyện gì đã xảy ra nào? Các bạn hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này của cô nhé. Các bạn có câu trả lời chưa? Bây giờ chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình xem câu trả lời của cô nhé. À, khi cá con đang bơi thì tôm càng thấy một con cá to, mắt đỏ ngầu nhằm vào cá con lao tới. Chúng ta cùng qua câu hỏi số 6. Hãy kể lại việc tôm càng cứu cá con. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ và kể lại việc tôm càng cứu cá con nhé. À, đó là khi cá con sắp vọt lên thì tôm càng thấy một con cá to, mắt đỏ ngầu nhắm cá con lao tới. Tôm càng vội búng càng vọt tới, xô bạn vào ngách đá nhỏ, mất mồi, con vật dữ tức tối bỏ đi. Tiếp theo chúng ta cùng qua câu hỏi số 7. Câu 7, em thấy bạn tôm càng có gì đáng khen? Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. À, bạn tôm càng rất là thông minh, nhanh nhẹn, dũng cảm, đã cứu bạn của mình thoát chết. Tôm càng là một người bạn tốt, rất đáng tin cậy đúng không nào các em? À, vậy thì các em phải giống như bạn tôm càng, phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh hay bạn bè của chúng ta khi họ gặp khó khăn, được không nào? Thông qua phần tìm hiểu bài và trả lời các câu hỏi cũng đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cô có dặn dò cho các bạn như sau: đọc lại toàn bài tập đọc này 4 lần nữa và trả lời các câu hỏi trong bài, chuẩn bị bài tập đọc Sông Hương. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.